chào các bác và anh em nhá. Rất là vui mừng để chào đón tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Âm Thanh Số. Và trong video ngày hôm nay thì xin hân hạnh được giới thiệu cho chúng ta một chương trình ưu đãi giảm giá rất là lớn trong dịp ngày 7 tháng 7. Bên em sẽ giảm mức giá trị là 4 triệu đồng cho những thiết bị đang có mặt trong video ngày hôm nay. Đấy chính là một bộ dàn những thiết bị chuyên nghiệp cho những phòng trà, những không gian lớn, những không gian gia đình lớn, phòng khách lớn, và thậm chí đối với những sản phẩm này thì chúng ta có thể mang ra những không gian mở để chúng ta chơi nhạc và hát karaoke rất là tốt. Và mức chi phí đầu tư sẽ là một mức cực kỳ dễ chịu, dưới 20 triệu đồng. Chúng ta sẽ có chọn bộ các thiết bị là một đôi loa, một chiếc đẩy, một chiếc vang và một bộ mic không dây. Các sản phẩm này là những cái sản phẩm mang thương hiệu WeWood và đã được bên em khai thác rất là lâu, có một cái bề dày cũng như là được sự trải nghiệm của rất là nhiều các bác khách hàng rồi. Và trong cái năm nay, khi mà bên em đang về rất là nhiều những dòng sản phẩm mới thì có nhận được những chương trình ưu đãi của hãng, và trong chương trình này thì sẽ giảm trừ mức chi phí đầu tư lên tới 4 triệu đồng cho các thiết bị này, và chúng ta sẽ có một cái rút ngắn được kinh phí khi chúng ta muốn nghe những cái bộ dàn mang cái tính chất chuyên nghiệp như thế này. Đối với những cái bộ thiết bị rời thì chúng ta sẽ dễ dàng đưa vào những cái không gian chuyên nghiệp hoặc là những không gian lớn. Tại vì đối với đẩy rời, nó sẽ cho chúng ta được một cái sự khuếch đại tín hiệu rất là tốt. Và những chiếc vang thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho những nhu cầu hát karaoke của chúng ta. Đồng thời ở đây thì chúng ta sẽ có bộ mic không dây VK321 phiên bản Pro mới nhất trong năm nay, sẽ là những sản phẩm phụ kiện phối hợp với nhau đem lại cho chúng ta được một cái trải nghiệm hoàn hảo nhất trong nhu cầu sử dụng hát karaoke và nghe những bản nhạc mạnh nha các bác nhé. D800 là một chiếc đẩy 2 kênh, công suất đặt max 1000W một kênh. Con này thì rất là khỏe, phù hợp với loa full. Tiếp theo là một chiếc vang 6G. Đối với chiếc vang 6G này thì bên em luôn luôn có những cái mức giá trị từ 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu 200 ngàn đồng. Nó sẽ tùy vào thời điểm mà hãng đưa về cho chúng ta. Có những thời điểm bên em xuống đến mức giá là 2 triệu 500 ngàn đồng. Nhưng mà đối với trong combo ngày hôm nay thì hai thiết bị này nhá, chiếc đẩy này là 8 triệu cộng với 2 triệu 500 ngàn đồng của chiếc vang 6G. Trong video ngày hôm nay và cái combo này, cái chương trình ưu đãi khuyến mại này, thì chúng ta chỉ chi mức chi phí là 6 triệu 500 ngàn đồng thôi. Tức là chúng ta sẽ giảm được tận 4 triệu đối với bộ đôi này. Nếu như các bác không lấy bộ combo, các bác có đặt hàng cả bộ đôi này thì bên em vẫn bán cho các bác với mức giá trị là 6 triệu. Và tính cộng tổng tất cả các thiết bị ở đây, 3 triệu 500 ngàn đồng chiếc bộ mic không dây VK321 và cặp loa WeWood C12, 9 triệu 500 ngàn đồng nữa, thì tổng toàn bộ là 19 triệu 500 ngàn đồng. Chúng ta sẽ giảm được 4 triệu so với giá trị thực là 23 triệu 500. Đối với bộ dàn này thì các bác có thể thoải mái đưa vào những cái không gian khác nhau, 40-50m² phòng khách, hoặc chúng ta có thể đưa vào những cái không gian 60-70m², 100m² của hội trường, và thậm chí chúng ta mang ra sân vườn chúng ta đánh rất là tốt. Đã có rất là nhiều những video bên em đã giới thiệu về sức mạnh của cặp loa WeWood C12 cùng với chiếc đẩy D800 rồi. Các bác có thể theo dõi thêm cũng như là search ở trên kênh của bên em thì sẽ ra tất cả những cái video test. Còn ngày hôm nay thì chỉ muốn thông báo đến các bác là chương trình ưu đãi nó là như vậy, để chúng ta có thể có cơ hội mua sắm trong cái dịp 7 tháng 7 này. Chương trình này thì bên em sẽ kết thúc vào hết ngày, hết 24 giờ ngày 7 tháng 7. Chính vì vậy các bác hãy nhanh tay đặt hàng nha các bác nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với một bản DJ, em sẽ hát karaoke trên nền nhạc DJ. Chúng ta thấy được rằng cả hai khả năng trình diễn âm nhạc, cả hát và nghe nhạc đều rất hay, đầy đủ, mạnh mẽ, uy lực ở trên bộ thiết bị này nha các bác nhá. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hớ hững xô nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô canh rồi, thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu,
giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thơm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm nay vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt mưa rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng xe sắt với gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi rớt trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng, tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hớ số nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô canh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về. Kỷ niệm xưa em mới nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi, mặc cho thời gian hớ số nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ, bao lời yêu đã vô canh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lối về.